nó có tác dụng, cái thuốc nó có tác dụng không ạ? Nếu mà anh mà uống như vậy đó thì uống luôn, gây uống thuốc đó, tại vì khi mà mình ăn vô mà thức ăn với cái thuốc nó vô nó hòa chung với nhau đó thì cái coi như là cái effect giống như là mình uống thuốc mà nó có phần nửa phần hiệu nghiệm thôi. Tại vì một số thức ăn nó đang cái bao tử mình nó dồn vô thì nó thấy những cái chất gì lạ thì nó thấy nó dư, nó đủ thiếu gì nó đang nó đủ cái lượng của nó ngay cái lúc đó thôi thì nó sẽ tống ra hết. Nó sẽ tống những cái phế thải đó ra hết thì cái thuốc mình nó không có hiệu nghiệm. Do cho nên mình một là uống trước nửa tiếng trước khi ăn hoặc là sau khi ăn một tiếng uống, chứ đừng bao giờ trộn thuốc. Chỉ có thuốc bổ là vừa ăn vừa uống là tốt nhất. Thuốc bổ, nhớ thuốc bổ là vừa ăn trong bữa ăn mà uống là nó tốt nhất, là tại vì những cái thức ăn mình ăn chưa chắc thì nó đầy đủ, cho nên mình nhờ cái thuốc bổ nó vô, nó trộn vô thì cái bao tử khi nó lọc ra đó, nó sẽ lọc tất cả những cái tinh chất tốt trong để nó giữ lại, còn những cái gì nó dư rồi thì nó sẽ thảy ra hết. À, dạ thưa anh, cho em có câu hỏi là về cái vấn đề heat stroke á. Dạ. Là giả tỷ như mình đi du lịch đường xa mà đi ngang qua sa mạc mà xe bị hư máy lạnh, thì nếu như mình mua một cái thùng mình bỏ nước đá vô và mình dùng cái khăn để mà mình đắp lên người mình, xoa lên đầu lên cổ để cho nó giữ cái nhiệt độ mình, nó mới ngửi cơ thể mình nó mát đó. Yeah. Thì nó cái đó nó có hép không, hay là nếu mình không làm vậy thì mình không chịu nổi, tại vì ở ngoài 120 độ không thể nào chịu nổi hết. Yeah. Đúng ra nếu mà đa số là những cái người mà giống như là lính mà đi ra ngoài bên Iraq đi đánh những cái trận đó thì thường thường đó là lúc nào mình đi mình biết nó nóng đó là trong xe mình có thuốc muối. Những cái viên thuốc mà nó gọi là thuốc muối, là những cái nó gọi là salt tablet á, thì mình phải có, lúc nào cũng có, tại vì lúc mà mình đi nóng quá đó, cái nước nó không bao giờ vấn đề. Nước á, một chai nước mình có thể mình lấy một cái nắp, lấy cái nắp ra nước thôi, mình thoa trên cái môi mình nó sẽ ướt thì mình không có kháng nước. Nhưng mà cái viên thuốc muối là cái viên quan trọng nhất, là tại vì nếu mà mình không đủ muối, mình đổ mồ hôi mình không đủ muối đó, tất cả những tế bào cơ thể nó sẽ teo lại, là mình còn bị có lại đa nặng. Cho nên đa số là tại vì khi mà cái muối nó không đủ rồi, não nó xong hoạt động lên ở người nó giống như là bị sẵn rồi. Dạ. 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 Uống thuốc buổi tối là tại sao? Uống thuốc buổi tối là để cho nó giảm bớt cái side effect, là tại vì đa số là cái thuốc viên là nó sẽ hại thận, hại gan và nó làm mình táo bón, ba cái trường hợp đầu tiên. Cho nên nếu mà mình uống thuốc viên thì uống ban đêm, bên đây làm chi, tại vì ban đêm cơ thể nó nhẹ, nó không có làm việc nhiều, thì mình để tránh cái trường hợp bị táo bón. Nhưng mà nếu mà cao máu mà uống thuốc ban đêm á, nó không có chính xác bằng mình uống buổi sáng, là tại vì trước khi mình uống mình đo cái máu, mình biết được, giống như người bệnh tiểu đường vậy đó, ngày hôm nay đo máu xong rồi mình biết là cái lượng insulin mình sẽ chích như thế nào, tại vì cái đường nó cao thấp là ăn thua mình, mà mình chích để mình biết, tại vì những người đó người ta rất kinh nghiệm trong ngày, đường cao quá cũng không được mà đường thấp quá cũng không được, cho nên cái buổi sáng là cái buổi mà perfect nhất. Nhưng mà tùy theo của mỗi người thôi, nếu mà mình thấy mà mình uống ban đêm mà mình cái vấn đề mà táo bón nó không có thể ra, cứ tiếp tục. Mà những người mà uống buổi sáng mà thấy vấn đề táo bón không có vấn đề thì cứ tiếp tục, nhưng mà phải giữ nó, giống như giữ điều, đừng có thay đổi sáng trưa chiều tối, hay là thay đổi ngày này buổi sáng ngày kia buổi tối, thì nó cái cơ thể mình nó không có chịu được đâu.